Hôm nay thì tôi xin trình bày về, về chủ đề là vai trò của bác sĩ ngoại khoa, tức là phẫu thuật viên trong thực hành IRAD. Đối với bác sĩ phẫu thuật thì một trong những thành phần rất là quan trọng vì là người trực tiếp điều trị cho người bệnh. Thì vai trò bác sĩ phẫu thuật sẽ có là trước nhập viện và trước mổ, trong mổ và sau mổ. Thì những cái phần nào của thầy Thắng đã trình bày rồi thì mình có thể lướt qua nhanh. IRAD nó không thể là một người thực hiện mà phải là một hệ thống. Thì đây cũng đây là một cái hình cũng rất là hay, phân tích lên được cơ chế tác động của phẫu thuật lên rất là nhiều hệ cơ quan của cơ thể và ảnh hưởng sau mổ. Thì những cái việc chúng ta làm như là cho ăn sớm hay vận động thì nó sẽ khắc phục được những cái biến cố xảy ra cho người bệnh sau mổ. Về trước mổ thì thông thường thì tất cả các bước đều đã được chuẩn hóa trong cái website IRAD Society, và bây giờ thì tất cả những cái guideline đó đều được update gần như là mỗi 2 năm. Đây là những cái phần chung. Ở Việt Nam á, thì tư vấn và giải thích bệnh nhân về phương pháp phẫu thuật, về bệnh, phương pháp phẫu thuật kết quả, các tai biến chứng có thể gặp và các tiên lượng. Thì nói thì rất là dễ, nhưng mà để làm, để mà đạt hiệu quả thì không phải dễ, bởi vì thứ nhất cái người mà tư vấn phải có kinh nghiệm, phải có kiến thức, chứ không phải một bác sĩ nhỏ ra là giải thích mà gọi là vài ba câu thì người ta hiểu được bệnh, hiểu được cái phương pháp điều trị không phải là vấn đề đơn giản. Cũng như là chúng ta nói về biến chứng, về tiên lượng thì chúng ta cũng phải là một người ít nhất là có nhiều kinh nghiệm. Cho nên là những cái việc này nói thì rất là dễ, nhưng để thực hành thì không phải là dễ. Như vậy chúng ta sẽ phải có cách, nhưng mà phải có cách thức cũng như phải có cái quy chuẩn. Thì tới bây giờ thì gọi là chúng tôi có làm quy chuẩn hay không thì trước mắt các bác sĩ sẽ giải thích trước khi mổ, và chúng tôi có một cái công cụ để đánh giá lại cái nhận xét của người bệnh về quá trình có được giải thích trước khi mổ, trong khi mổ và sau mổ hay không. Thì cũng rất là phấn khởi là đa số các khoa ngoại là nhận được điểm là từ 4.9 đến 5, trên cái thang 5 điểm. Thì cái này có thể mình sẽ cần thiết thì mình sẽ nói sao, và vì cái này là chúng tôi khảo sát trên toàn bộ người bệnh xuất viện, cho nên đây là một vấn đề hiện tại bệnh viện cũng đang làm tốt. Các vấn đề cơ bản như là dinh dưỡng trước mổ hay là không nhìn nói trước mổ, thì dinh dưỡng trước mổ thì Bộ Y tế cũng đã ra cái quyết định chúng ta phải đánh giá tình trạng dinh dưỡng trước mổ, và cái sự quan trọng của chúng ta phải can thiệp dinh dưỡng trước khi mổ ảnh hưởng rất là lớn tới cái kết quả phẫu thuật. Thì cái này tôi cũng nghĩ là một cái phần rất là lớn và cũng đã được nói nhiều. Tuy nhiên cái bước số 3 đó là không có nhịn trước mổ. Lâu nay thì một cái bệnh nhân phẫu thuật để cho an toàn thì phải nhịn đói ít nhất là 6 tiếng, và nếu mà mổ sáng thì là ít nhất phải nhịn qua đêm. Và cái chuyện này cái chuyện mà ai cũng nghĩ là hết sức bình thường, và cái chuyện nó bắt buộc. Cho nên là để thay đổi một cái gì nhỏ có khi là không làm được hoặc là phải rất là khó khăn. Thì tôi sẽ phân tích những cái này sao. Không chuẩn bị ruột thường quy, cái này thì thầy Thắng cũng nói rồi và thầy Bắc cũng có nói rồi. Đây là những cái mà để bỏ được cái này không phải là quyết định của một người mà của nhiều người. Ví dụ như bệnh của mình bỏ đi nhưng mà người khác lại không chịu. Và có nhiều người nói là anh mà không phục ruột nó không sạch đó, thì sẽ bị xì. Xì là tôi sẽ đổ thừa cho anh, và đây là do anh không chuẩn bị ruột sạch. Và như vậy biến chứng này là không phải của tôi mà là do bệnh viện làm. Cho nên là nó cũng là không phải là một cái đồng thuận mà nhất là với một cái bệnh viện mà có nhiều đối tượng tham gia phẫu thuật, chứ không phải là một nhóm nhỏ. Về kháng sinh dự phòng thì gần đây á thì Bộ Y tế cũng có một cái văn bản để mà siết chặt cái sử dụng kháng sinh, và bệnh viện thì cũng đã triển khai về kháng sinh dự phòng trong vòng khoảng 3 năm và làm rất là chặt chẽ. Ca nào mổ sạch thì không kháng sinh, và ca nào kháng sinh dự phòng thì bắt buộc là phải ngưng kháng sinh sau khi mổ. Và đương nhiên nếu có vấn đề gì thì chúng ta tiếp tục kháng sinh, nó rất là chặt chẽ. Đánh giá nguy cơ và phòng ngừa tắc tia mạch sâu thì bệnh viện cũng đã đưa cái bảng đánh giá này thường quy bắt buộc. Tất cả các bệnh nhân trước khi mổ đều được đánh giá nguy cơ. Và nếu có nguy cơ thì phải can thiệp hoặc là mang vớ hoặc là xài thuốc kháng đông. Và nó là bắt buộc trong bệnh án điện tử.
Thực sự ra triển khai cái này thì chúng ta thấy có vẻ như là nó đơn giản một vài cái gạch đầu dòng thôi, nhưng cái điều nhấn mạnh nữa của thực hiện IRAS này, đây là chúng ta làm việc trên evidence chứ không phải làm đại. Và nếu cái nào mà nó chưa có evidence mạnh, chưa có rõ, giống như thầy Bắc nói, thì chúng ta chính bằng cái kinh nghiệm của mình, bằng cái evidence của mình sẽ đóng góp vô trong cái IRAS của cả thế giới, nếu chúng ta làm một cách có bài bản và được thống kê một cách so sánh, một cách khoa học. Thì ngay cả tư vấn cho bệnh nhân trước khi mổ thì người ta thấy rằng là mình dùng những cái hình ảnh, dùng những cái đoạn video clip khi mình nói về bệnh tật. Ví dụ nhiều người ta nói là tụy, người ta cũng chẳng biết tụy nó là cái cơ quan gì, nó nằm ở đâu và nó liên quan như thế nào tới người bệnh. Cho nên là nhiều khi mình cứ giải thích bằng lời nói nhưng người bệnh chẳng hiểu gì cả. Thì ở đây chúng ta thấy là người ta thấy rằng là có hình ảnh, có những lời rơi đưa cho người bệnh để nghe xong rồi về phải đọc lại nữa, thì cái đạt được hiệu quả nó tốt hơn. Tuy nhiên evidence thì là moderate, nhưng mà cái recommendation thì chưa có chứng minh được là cái này nè nó có liên quan nhiều hay không, thì chúng ta còn phải chứng minh. Thì một trong những cái mà ở bệnh viện làm, thì ngay cả cái phòng mà để tư vấn cho bệnh nhân về gây mê, thì anh Vũ chắc cũng hồi anh Vũ cũng có nói là một cái bảng rất là đẹp về các vấn đề của gây mê, về các tụi tôi phẫu thuật thì làm những cái hình ảnh để người bệnh biết là người ta mổ cái gì, mổ cắt bỏ cái gì, nối lại như thế nào. Thì đây là những cái phần mà mặc dù mình nghe nó là đơn giản nhưng thực hiện để mà chuẩn thì cũng sẽ rất là mất công và sẽ phải có người giám sát để mà biết cái hiệu quả nó như thế nào. Đối với giả sử như một số cái phẫu thuật thì nó có đặc biệt, ví dụ tụi tôi ở khoa ngoại gan mật tụy, thì đối với tụi tôi xây dựng IRAS là cho phẫu thuật ung thư đầu tụy, thì các thầy cô các chị biết là ung thư đầu tụy mình cắt khối tá tụy là một trong những phẫu thuật bụng lớn nhất, có nhiều biến chứng nhất và tỷ lệ tử vong cũng khá cao. Thì vấn đề dẫn bệnh nhân thường thường bị tắc mật và dẫn lưu đường mật trước mổ, thì nghe nó rất là logic là bệnh nhân tắc mật thì phải dẫn lưu mật trước mổ. Tuy nhiên trong evidence thì người ta nói là nếu mà tắc mật ít thì dẫn lưu trước mổ có khi còn nhiều biến chứng hơn và kéo dài thời gian nằm viện của người bệnh hơn. Và đây là một cái đồng thuận mà khoa của tôi khi xây dựng đã đạt được rồi. Tức là chỉ dẫn lưu đường mật khi nào bệnh nhân có viêm trên 15 hoặc là bệnh nhân có viêm đường mật hoặc là có một cái đặc biệt gì khác, còn lại không có dẫn lưu đường mật. Tránh cái chuyện mà một gọi là chúng ta làm một cách thường quy không cần thiết, vừa tốn tiền vừa mất thời gian và có khi ảnh hưởng xấu tới cái kết cục cuối cùng. Và cái nào mà nó là strong rồi á thì thường là chúng ta chọn con đường là chúng ta bắt buộc phải áp dụng. Về chuẩn bị trước mổ thì có trước như nhập viện nữa, thì với những bệnh nhân mà không phải ung thư, những bệnh nhân mà ví dụ như một cái nang tụy IPMN là một cái nguy cơ ung thư thôi, thì chúng ta có thể không nhất thiết phải mổ liền bệnh nhân, mà chúng ta phải dặn dò bệnh nhân là nếu được thì ngưng hút thuốc hay ngưng uống rượu một thời gian ít nhất là một tháng. Thì những cái này nó sẽ phù hợp cho những cái tổn thương lành tính hơn là những tổn thương ác tính mà chúng ta thực hiện một cách có chọn lọc. Về chế độ dinh dưỡng trước mổ thì chúng ta đánh giá nguy cơ dinh dưỡng của người bệnh, xong chúng ta can thiệp thì có thể là tăng cường ăn bằng đường miệng hoặc là cho qua đường tĩnh mạch. Thì tùy vấn đề này, mặc dù mình nghe có vẻ là đơn giản lắm, nhưng mà kỳ rồi bệnh viện có tham gia một cái audit của một công ty và là một trong 10 bệnh viện của cả nước tham gia toàn khu vực châu Á, thì tính ra là năng lượng cho người bệnh của mình vẫn thiếu, mặc dù là mình nói rất nhiều, mình làm rất nhiều, nhưng cuối cùng tính ra thì vẫn thiếu. Cái đó là cá nhân tôi làm trong cái hội đồng đó thì cũng rất là ngạc nhiên, và như vậy chúng ta cần phải tăng cường hơn nữa cái ý thức về chuyện này. Xin qua nhanh vì cái này nói hơi chi tiết về cái chuyện mà bù dinh dưỡng trước khi mổ. Tuy nhiên đối với người phẫu thuật viên bây giờ thì cái thể trạng của người bệnh cũng như dinh dưỡng người bệnh nó rất là quyết định tới cái hồi phục của bệnh nhân sau mổ. Đặc biệt là IRAS mình chỉ thực hiện cho những bệnh nhân phẫu thuật lớn chứ không phải mình chú trọng như những phẫu thuật nhỏ. Cho nên là dinh dưỡng chủ yếu là những phẫu thuật lớn, bệnh nhân có ung thư, có liên quan tới đường tiêu hóa mà có giảm ăn uống và có miệng nối của đường tiêu hóa. Về việc nhịn ăn và chúng ta nạp đường trước mổ, thì nhịn ăn là hồi nãy có nói rồi đó, thì đây chúng ta cũng làm việc trên evidence. Thế là người ta nói là nhịn ăn trong vòng càng nhịn càng lâu thì cái stress cho người bệnh càng nhiều, cái kháng insulin sau mổ và rối loạn chuyển hóa về đường và protein nó càng nhiều,
và cái đó nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái recovery của bệnh nhân sau mổ. Và cái này đã được chứng minh, và nếu mà có những điều kiện thì các anh chị có thể đọc thêm về cái cơ chế sinh lý của nó rất là hay. Thì ở đây chúng ta thấy là rate of recombination là strong. Và như vậy thì ở bệnh viện chúng tôi chọn cái áp dụng cái là chúng tôi sẽ không nhịn đói quá lâu. Và như vậy thì chúng tôi phải có cái dung dịch đường đôi để cho bệnh nhân uống. Cái đó là cũng là một cái báo cáo với thầy Thắng và anh Bắc là không phải cũng không phải nhanh. Hồi cho em bắt đầu làm không có. Thì sau trước khi mà chuyển thay Iraq thì tụi em đã triển khai cái dùng cái đường đôi này khoảng một năm. Thì nhờ có khoa dinh dưỡng thì triển khai riêng cái chuyện đó một năm. Các bác sĩ quen với cái chuyện này thì từ từ chúng ta áp dụng thì được. Và cái loading của carbon hydrate thì chúng ta có cái dung dịch đó. Thì mặc dù là các khuyến cáo của các hội có từ rất lâu rồi, từ 2010 đến cách đây 2004 rồi, nhưng mà cái chuyện áp dụng nó mặc dù mình thấy nó rất đơn giản nhưng không phải là dễ như mình nghĩ. Đây là một cái vấn đề hoàn toàn không có ảnh hưởng gì tới ai cả, chỉ là người bệnh ăn uống thôi, mà các anh chị thấy nó đôi khi nó lại khó ở cái chỗ mà không đáng. Đây là cũng các hội gây mê của thế giới thì đều nói là chúng ta dùng cái clear liquid thì 2 tiếng trước mổ là được. Và rất là may mắn là cái ăn thua là đồng thuận của người gây mê. Đa phần thì khi các em hỏi thì bác sĩ phẫu thuật viên thì chắc cũng không có vấn đề gì, nhưng mà các bác sĩ gây mê mới là cái người chính thức là chấp nhận cái chuyện này hay không. Thì rất là may mắn là hồi nãy thầy Bắc có kể là bên gây mê bên này là một trong những người rất là chấp nhận rất là nhanh cái chuyện này và thúc đẩy chúng tôi làm. Thì đây là cái bằng chứng khoa học. Nếu mà chúng ta ăn dùng chất lỏng clear liquid thì sau một tiếng thì dạ dày đã trống rồi, như vậy là khá là an toàn. 2 tiếng là cái mức an toàn gần như là tuyệt đối cho người bệnh, không phải lo lắng. Và đây là cái kết quả mình không có nhịn đói thì nó sẽ làm tăng cái chuyển hóa, không có làm ảnh hưởng tới chuyển hóa đường và protein sang mổ và giảm đi cái stress phẫu thuật của người bệnh. Đây là một cái minh chứng khi mà làm một cái so sánh của các loại phẫu thuật thì người ta thấy rằng là chúng ta nạp carbon hydrate trước mổ thì sẽ làm giảm đi cái sự đề kháng insulin một cách rất rõ rệt của các loại phẫu thuật. Xin đi qua nhanh. Một số người thì nghĩ rằng là chúng ta mổ mà đang mới cho ăn sớm quá thì nó có bị trào ngược hay không, nó có nguy hiểm hay không. Thì cũng là có cái 38 nghiên cứu so sánh cho thấy rằng là không có tăng nguy cơ viêm phổi HIT, tức là những cái gì xấu á, nó không có tăng lên. Do vậy mà cái này là an toàn. Và cũng có 43 thử nghiệm trên hơn 3.000 bệnh nhân là chúng ta thấy là cho carbon hydrate với cái liều như vậy trước mổ thì sẽ làm giảm tình trạng kháng insulin trên toàn phẫu. Như vậy thì thật sự ra những cái outcome rất là rõ ràng, có evidence rồi thì chúng ta chỉ áp dụng thôi. Và ở bệnh viện á, thì có cái chai này 400ml, 200kcal thì người bệnh có thể uống, chia ra một hoặc hai lần uống trước khi mổ, miễn sao là trước 2 tiếng là được. Về trong khi mổ thì cũng liên quan khá nhiều tới phẫu thuật viên. Thì một trong những cái lớn nhất là hồi nãy thì mấy thầy cũng nói nhiều rồi, đó là MIS, tức là phẫu thuật ít xâm hại, hay là MAS, tức là minimal access, tức là cái đường vào thôi. Còn mình mổ ung thư thì mình cũng phải nạo hạch được như là mổ mở. Cho nên nhiều khi mình nói là MIS thì người ta sợ mình mổ nhỏ hơn. Cái kia thì có khi là MAS. Nhưng mà toàn bộ ở trong guideline của IRAD thì dùng chữ MIS. Thì thực sự ra phẫu thuật nội soi, để chứng minh được phẫu thuật nội soi tốt hơn mổ mở nó cần có quá trình. Cho tới bây giờ thì rất nhiều phẫu thuật thì phẫu thuật nội soi đã hoàn toàn có evidence là tốt hơn mổ mở trên nhiều phương diện. Thời gian nằm viện ngắn hơn, ít đau hơn, tai biến tiến chứng ít hơn. Tuy nhiên cũng còn một số cái, ví dụ như phẫu thuật cắt khối tá tụy, là họ nói là tất cả cái đó chưa có khác biệt nhiều, chứ không có xấu hơn. Như vậy thì đâu đó tất cả những cái loại phẫu thuật chúng ta đều phải đi coi cái evidence như thế nào để chúng ta áp dụng. Khi mổ thì kỹ thuật mổ làm sao đó ít mất máu trong mổ, thì phẫu thuật nội soi cũng là một cái loại phẫu thuật làm giảm cái mất máu trong mổ. Không đặt thâm mũi dạ dày thường quy thì cái này mấy thầy cũng nói rồi. Thì thực sự mà nói cho tới bây giờ rất nhiều bệnh viện là phải đặt thâm mũi dạ dày mới được mổ. Thì cái này là một cái mà chắc có lẽ là không phải từ phía phẫu thuật viên mà từ phía chỗ bác sĩ gây mê. Và bác sĩ phẫu thuật viên á, thì chỉ có cái là sau mổ mà thôi, chứ trong mổ thì thông thường là không có yêu cầu kỹ lắm. Hạn chế đặt dẫn lưu ở bụng, chỉ đặt khi cần thiết. Thì mặc dù evidence là rất là rõ như vậy,
Nhưng để mà phẫu thuật viên không đặt dẫn lưu là cả một cái vấn đề rất là lớn. Để thay đổi từ mình đầu tiên mình giảm cái số lượng dẫn lưu xuống đi cái đã, rồi sau đó là hoàn toàn không đặt. Ví dụ người ta khuyến cáo là một cái cắt đại tràng thường quy thì không nên đặt dẫn lưu. Và để làm được chuyện đó không phải là một sớm một chiều. Và trong các guideline hướng dẫn đó, thì một số cái phẫu thuật đặc biệt thì có thể có một số hướng dẫn đặc biệt, thì cái này không nói nhiều. Tuy nhiên một số cái như là hồi nãy thầy Thắng có nói đó là trong cái MIS là mỗi nội soi bơm khí vào ổ bụng, thì cái giãn cơ được theo dõi tốt, được sử dụng thuốc tốt, thì cái người phẫu thuật viên sẽ rất là thoải mái. Và trong quá trình mổ như vậy thì có cái khoảng không rộng để chúng ta thao tác. Ngay cả việc không đặt thông mũi dạ dày thì chúng ta thấy là đặt thông mũi dạ dày thường quy thì nó không có giúp gì được, nó không có làm gì tốt hơn cả, cho nên là khuyến cáo hoàn toàn là chúng ta không nên đặt. Và chỉ đặt trong một số cái tình huống bệnh nhân có cái tắc nghẽn đường ra của dạ dày hoặc là ứ động thôi. Xin phép cho video. Thì đây cũng xin phép chỉ một ngắn thôi, nhanh gọn thôi để mà minh họa được là ở bệnh viện đã triển khai được phẫu thuật các khối tá tụy qua nội soi. Đây là một phẫu thuật rất là lớn. Một cái phẫu thuật này chúng tôi thực hiện bây giờ là khoảng 6 tới 8 tiếng. Tuy nhiên thì gây mê thì phải tốt, thì để mà sau khi một cái gây mê dài như vậy bệnh nhân vẫn có thể, tới bây giờ anh thành tập là bệnh nhân có thể đứng dậy ở giường, đứng leo, phải bước ra khỏi giường trong cái ngày đầu tiên, tức là day zero. Thì xin cho tới cái chạy nhanh dùm. Thì các anh chị thấy là cái khoảng không khi mổ nội soi là quan trọng, cũng như là đây là cái riêng đối với tụy thôi. Thì chúng ta thấy là chung hết thì mình nói MIS là tốt, nhưng mà về tụy cho tới bây giờ evidence chưa có. Evidence nói là chỉ ngang bằng với mổ mở thôi, kể cả robot, kể cả mổ nội soi ba nhóm ha, và mổ mở, thì gần như là cái outcome nó đang như nhau. Nhưng mà mổ nội soi người ta vẫn khuyến khích mà evidence mình sẽ tiếp tục. Và họ khuyến cáo là những cái trung tâm mà có nhiều bệnh nhân thì nên thực hiện mổ nội soi. Về sau mổ, những cái việc rất là đơn giản như rút thông tiểu sớm, rút thông mũi dạ dày sớm, vận động sớm thì anh Thành sẽ nói. Nhưng rút thông niệu đạo sớm thì như thế nào là sớm? Thì nội cái chuyện rất là đơn giản thôi, là bệnh nhân được từ hồi tỉnh không chuyển lên trên lầu. Trên lầu thì chiều phải có người khám và rút liền. Còn nếu được thì anh Vũ rút luôn ở phòng hồi tỉnh là chắc chắn là không bao giờ trễ. Nhưng đưa lên lầu xong rồi để tới sáng hôm sau mới rút thì nó trễ mất rồi. Thì có những cái việc đôi khi là mình muốn, nhưng mà trong cái tổ chức, trong cái quy trình nó phải chặt chẽ. Còn không thì là mình muốn nhưng mà cuối cùng cũng không được, là tại vì mình tổ chức không tốt. Giảm đau hiệu quả đa mô thức và có phối hợp thuốc. Thì ở hiện tại á, thì chúng tôi thực hiện IRAD, thì chúng tôi đã, trước khi thực hiện IRAD thì chúng tôi đã tiến hành điều trị giảm đau sau mổ theo cái khuyến cáo của Hiệp hội gây mê Hoa Kỳ, cũng như là cái giảm đau sau mổ của WHO. Thì chúng tôi cũng phân loại ra chấm điểm theo VAS, sau đó thì sử dụng cái giảm đau theo cái thang điểm đó. Và như vậy thì mình sẽ không bị xài mạnh tay quá, xài cái mức vừa đủ liều lượng cũng như là đúng cái loại thuốc, và hạn chế tối đa cái tác động không có lợi của cái thuốc giảm đau trên người bệnh. Thì để làm được chuyện này á, mình không phải là một người mà đây là một hệ thống, cho nên để mà thống nhất cũng là một cách tổ chức. Ví dụ trong bệnh án điện tử của chúng tôi đều có đánh giá điểm VAS sau mổ, và trong tất cả các bệnh án thì các bác sĩ phải đánh giá cái này thì cho thuốc. Sau đó thì có hệ thống dược lâm sàng sẽ xem và điều chỉnh. Đây là cái cách tổ chức mà chúng tôi thấy là cho tới bây giờ thì nó rất là khoa học và nó rất chặt chẽ, bởi vì anh bác sĩ làm xong thì dược lâm sàng sẽ là người coi lại chứ không phải là một cái người khác. Cho nên là kiểm tra ở khoa tôi thì kiểm tra được 100% các toa thuốc, và như vậy chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được cái chuyện này. Về việc ăn sớm thì chúng ta có kích thích nhu động ruột thì có thể bằng nhai. Xin cảm ơn thưa thầy là cái này áp dụng cũng lâu rồi. Đặc biệt là bên gây mê phải có chống ói. Thật sự mà nói là có những bệnh nhân người ta chỉ có muốn ói ra thôi, mình kêu người ta ăn xong là ăn vô nổi. Thì cái chuyện này là đã được bên gây mê làm rất là tốt. Và bệnh nhân những cái mổ lớn thì ăn lỏng ở ngày 0, ngày 1, ngày 2.
và gạt tăng dần lên theo dung nạp. Và chúng tôi sẽ rút dẫn lưu sớm ngay khi cái mục tiêu của dẫn lưu đạt được, chúng tôi rút dẫn lưu sớm. Đây là cái evidence của vận động. Thì chúng ta thấy là ở bệnh nhân đây là cái mổ viêm tụy, em xin lỗi, mổ cắt khối tá tụy nha các anh chị. Thì khuyến cáo là ngày đầu tiên là phải vận động rồi. Mà đây là một cái mổ rất lớn. Nếu mổ mở là một cái đường mổ rất là lớn. Và gần như là bệnh nhân này nếu mà bình thường là phải 2-3 ngày nằm trên giường chứ không có ngồi dậy nổi. Nhưng mà chúng ta làm cái này thì chúng ta khuyến khích được bệnh nhân đứng xuống giường được trong cái ngày đầu tiên, là một cái điều rất là khác biệt. Mà ăn sớm sau mổ mình cũng không nói thêm. Như ở đây thì kể cả cái chuyện mà nhai siêu ăn gom thì họ cũng nói luôn là, mặc dù biết cái câu này thôi nhưng mà biết cái câu này hiểu là đã có evidence rồi ở phía dưới. Thì những cái này sau khi tổng kết mình cũng có thể cung cấp thêm evidence. Hoặc là dùng, nếu không thì chúng ta dùng thuốc, thì dùng thuốc gì, vân vân. Như vậy thì từng bước của nó, nếu chúng ta được training tốt, chúng ta đều hiểu là không phải một, chỉ có một con đường mà nó có thể nhiều cách. Và chúng ta phải biết xử lý khi mà cái gì nó không thuận lợi. Chứ không phải là có nghĩa là làm không làm thôi, mà chúng ta xử lý trong cái quá trình nó có gì không thuận lợi. Và cái bước cuối cùng là quan trọng nhất để thành công, đó là sự giám sát. Giám sát rất là quan trọng để nâng cái tỷ lệ tuân thủ lên. Và sau đó thì tổng kết, tức là audit, chúng ta tổng kết lại, chúng ta coi cái gì phù hợp, chúng ta điều chỉnh protocol, điều chỉnh quy trình. Và cái này thì chắc là bác sĩ Liên sẽ trình bày kỹ hơn. Hiện tại ở bệnh viện thì có 12 khoa tham gia chương trình IRAD với 14 protocol. Và xin đây là một cái chương trình IRAD của tụy, thì mỗi cái chúng ta đều thấy là có ghi chú là cái gì, evidence là như thế nào. Như vậy chúng ta muốn triển khai cái gì thì chúng ta gần như rất là dễ, chúng ta đã có sẵn cái flow ở trên này rồi, protocol rồi, để chúng ta đi theo, chúng ta lựa chọn cái nào cho phù hợp mà thôi. Và từ đây thì chúng tôi làm ra cái bản của về khoa ngoại bao tị, chúng tôi làm ra cái bản tiếng Việt và chúng tôi thực hiện. Và mỗi cái như vậy thì một cái bệnh án thì đều có phải có cái checklist này để kiểm tra trước, trong và sau mổ. Và khi đưa lên bệnh án điện tử thì chúng tôi cũng đưa toàn bộ những câu hỏi này trong cái EMR. Cho tới tổng kết tới ngày 5 tháng Giêng thì bệnh viện đã làm được 842 trường hợp của 12 chuyên khoa. Và bác sĩ Liên sẽ trình bày kỹ hơn. Điều này chứng tỏ là cái việc IRAD triển khai toàn bệnh viện là thực hiện được, là feasible. Và chúng ta rất là thực tế, chúng ta không làm cái gì quá cao siêu. Mỗi cái chuyên khoa chỉ làm 1-2 cái bệnh thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ triển khai, sau khi quen là chúng ta sẽ triển khai rộng hơn. Và cái cuối cùng chúng tôi phải chứng minh là cái này nó mang lại hiệu quả. Thì đây là vì chúng tôi chưa có tổng kết, và cái bước tiếp theo chúng tôi tổng kết thì đây là một nhanh một vài cái slide của bệnh viện Tăng Tốc Sen, là cái bệnh viện 1.700 giường ở Singapore. Thì họ triển khai từ năm 2016 và họ báo cáo đầu năm, thì chúng ta thấy rằng cái giảm được cái thời gian nằm viện là cái chắc chắn. Mà ở giai đoạn đầu chưa thấy được sự khác biệt về tai biến chứng. Giảm cái tỷ lệ mà tái nhập viện trở lại rất có ý nghĩa. Và nói với giám đốc hồi nãy là đầu tư sẽ có lợi đó, thì đây là giảm cái chi phí cho người bệnh hơn $2,000 xuyên cho một người. Thì chúng ta thấy rằng rõ ràng là cái outcome này chúng ta cũng mong muốn nó như vậy, mà có thể tốt hơn nữa, tỷ lệ tai biến biến chứng cũng sẽ giảm. Kết luận thì vai trò của phẫu viên trong thực hành IRAD là một trong những cái mắt xích quan trọng, nhưng mà một mình thì chắc chắn không làm được gì cả. Thì ở đây tôi cũng biết là một số anh chị em ở bệnh viện khác, phẫu thuật viên cũng rất là muốn làm, nhưng mà mấy anh nói là chưa thể làm được vì không có sự kết nối với các bộ phận khác. Tất cả các bước đều là quan trọng, chứ không phải là cái của tôi thì mới quan trọng, cái của anh thì không quan trọng. Tuy nhiên cái ảnh hưởng của cái bước đó, nó tới cái outcome cuối cùng là nó có mức độ, nhưng về mặt nguyên tắc cái nào cũng sẽ là quan trọng. Và chúng ta chỉ thành công khi có sự phối hợp tốt giữa các chuyên khoa và các chính sách kiên định về chất lượng, đặc biệt là phải có chỉ đạo kiên định từ ban giám đốc là ngày hôm nay làm thì chúng tôi thiếu cái gì, chúng tôi yêu cầu gì thì ban giám đốc hỗ trợ. Thì như vậy thì chắc chắn là sẽ thành công. Bài báo cáo chúng tôi xin hết. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả mọi người.